hưởng lương cao chót vót. Paris Saint-Germain xem chân sút 20 tuổi Mbappé là biểu tượng mới của câu lạc bộ. Sau khi dự án với Neymar thất bại chưa tìm ra lối thoát, nguồn tin từ tờ El Pais cho hay, lãnh đạo đội bóng Ligue 1 sẽ mời Mbappé ký vào bản hợp đồng mới với mức lương hấp dẫn. Trong bối cảnh Neymar chuẩn bị ra đi, tài năng của Kylian Mbappé là không phải bàn cãi. Bởi vậy các sếp PSG lo ngại, anh sẽ dao động trước những lời mời mọc từ Real Madrid hay Man City thời gian tới, nếu gạch được tên Neymar ra khỏi bảng lương. PSG có thể nâng mức thù lao cho Mbappé từ 18 triệu euro trên năm lên mức 50 triệu euro trên năm. Nhà đương kim vô địch Ligue 1 muốn cựu tiền đạo Monaco cam kết bằng bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Nếu đồng ý, Mbappé sẽ trở thành cầu thủ nhận thù lao cao thứ hai thế giới, chỉ kém Lionel Messi, gia nhập sân Công viên các Hoàng tử từ hè 2017. Khi Lai Mbappé lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng lớn với 21 pha lập công trong 44 trận ở mùa đầu tiên thi đấu dưới dạng cho mượn. Sau khi PSG chi 160 triệu euro để mua Đức, anh càng khẳng định được vai trò quan trọng tại PSG và vượt Neymar, trở thành gương mặt thương hiệu của đội bóng nước Pháp. Không những giúp Leclerc đăng quang World Cup 2018, Mbappé còn ghi 39 bàn mùa giải trước và được xem là tài năng trẻ hay nhất giới túc cầu hiện nay.